Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thanh gươm diệt quỷ. Hôm bữa mình đã đầu tư khá là nhiều cái Scarlet Orc hiếm luôn để mua kiếm, nhưng mà có vẻ không mua được những thanh kiếm ưng ý ấy. Mình còn thiếu thanh kiếm của Zenitsu là chưa có sở hữu nè. Mà hơi thở sấm sét là một trong những hơi thở mà mình thấy rất là hay luôn. Thế nên là bữa nay chắc mình sẽ cố gắng mình cày thêm một lượng lớn Scarlet Orc hiếm nữa. Rồi mình sẽ về nhà và mua kiếm của cái người thợ rèn thôi. Nhưng mà đi tới đâu thì cũng lâu lâu có cái tên Muzan cứ định xuất hiện để cà khịa mình lại hay sao á. Hắn muốn kiểu như là phục thù mình rồi. Mình tin chắc là như vậy luôn. Hôm qua bị mình chọi vài cái lỡ thuốc yếu đuối cái là rén liền. Bị mình quýnh bầm dập luôn mà. Hình như mình còn không ta? À mình còn nè, mình còn 3 lỡ thuốc lận. Nhỡ mà hắn dám chặn đường mình là mình bem hắn luôn á. Nay mình hơi bị liều luôn. Cơ mà sao lạ vậy? Nguyên cái núi bự chà bá lửa gì luôn mà mình không tìm được những cái quặng Scarlet hiếm là sao? À hiểu vấn đề, cái núi này hôm bữa mình đào rồi hàng gì. Dưới kia là nham chủ. Oh, mình cũng muốn thử sức với nham chủ một trận mới được. À mấy cái con phantom này định làm gì? Nó định mổ sau lưng mình đó. Sợ nó liền. Wow, nay gặp nham chủ luôn á ta. Thôi được rồi, mình sẽ test sức mạnh với nham chủ mới được. Chắc mình sẽ dùng hơi thở của nước đánh nhau với nham chủ là hợp lý luôn. Sẵn tiện mình... Ừ mà không, mình sẽ không cần phải bật ấn diệt quỷ đâu. Mình sẽ thử đánh nhau với nham chủ mà không cần bật ấn diệt quỷ xem như thế nào. Vô, bắt đầu trận chiến nào. Ui, con nham chủ tấn công mình liên tục luôn cơ. Wow, ghê thiệt chứ. Quả thật sức mạnh của nham chủ là không thấy khinh thường nha. Ui, đánh mình liên tục luôn ấy. Rồi 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 rồi, căng căng kèo căng kèo căng. À mình cũng có vũ khí của nham chủ. Được được, mình sẽ lấy vũ khí của nham chủ ra đánh nhau thử. À ô, nham chủ cũng cường hóa vũ khí lên rồi. Wow, đỏ sức nào. Đỏ vũ khí coi coi. Yes. Mình đã thành công đánh bại nham chủ. Ui, nhưng mà phải công nhận là nham chủ mạnh thiệt. Hồi nãy mình mà không kết thúc trận chiến sớm á, là nhiều khi mình thua trước nham chủ rồi đấy. Ý. Mà tình cờ ở đây có nhóc heo xuất hiện luôn nè. Heo rừng. Thôi được rồi, gặp thì mình sẽ dắt heo rừng đi heo luôn nha. Ôi sao bữa nay heo rừng chạy nhanh vậy. Ui, bữa nay heo rừng chạy đúng nhanh luôn. Ok, vì heo rừng này có công kiểu như đèo mình đi được một đoạn, tiết kiệm được mớ thức ăn á. Thế nên là một xíu chắc mình sẽ dẫn nhóc heo rừng này về nhà luôn. Ơ, đằng kia là nhà của Tamayo. À kia rồi, hình như mình gặp được Tamayo rồi. Con này đi ra chỗ khác. Hôm qua thì mình... Ôi ôi, no. Tên Muzan xuất hiện gần nhà Tamayo. Ôi không, hôm qua thì mình tính đem cái lọ thuốc này nè đưa cho Tamayo thử xem coi Tamayo có giúp ích được gì hay không. Thì có vẻ là không hả. Còn lọ thuốc này thì sao? Cũng không luôn. Vậy là mình không có thể đưa lọ thuốc này cho Tamayo để bào chế lại được rồi. Hay là cái này phải dùng trực tiếp lên Tanjiro luôn ta. Tanjiro ác quỷ ấy. Cũng có thể lắm. Vậy là trong danh sách các trụ cột mà mình đánh bại thì mình đã đánh được gần như là toàn bộ những cái trụ cột nam rồi. Còn trụ cột nữ thì thôi mình bỏ qua. Mình không nên kiểu như đánh nhau với các trụ cột nữ đâu. Phụ nữ là để yêu hương mà. Đánh họ là ẩu rồi đó. Rồi coi mình ghé qua ngôi làng này thì Trời, mình phát hiện một pha úp sọt của mấy cái anh chiến binh trong ngôi làng kìa. Đúng ghê luôn, đúng kiểu quýnh hội động luôn á. Nè, con này. Cơ. Siêu tốc độ, kìa, chuẩn bị nè. Wow, chiến binh trong làng này thật là đoàn kết luôn á. Phải như vậy chứ. Như vậy thì mình an tâm rồi, những con quỷ có tràn vô làng thì cũng có những chiến binh bảo vệ. Thôi, mình sẽ tranh thủ. Cái tên Ryoko này
mình gặp hắn là mình không ưa luôn à. Xử thôi, không ưa là phải xử liền. Không ưa là phải xử hắn. Đâu rồi? À, qua đây hả? Này thì triệu hồi đệ hả? Ở đâu? Ngươi đâu? Xuất hiện đi. À đây đây, hắn bên đây, hắn bên đây. Hắn đi núp. Hắn chuyên gia là đi núp luôn á. Mình quýnh bể cái chậu của hắn luôn mà. Rồi, hắn biến thành cái dạng bự rồi kìa. Dạng này thì cũng phải ngẫm thôi. Lúc trước dám cho mình là mình để bụng liền. Để bụng liền chứ. Những cái tên nào mà lúc trước kiểu như hành mình á, rồi tròn mình là bây giờ mình ghim hết. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được cái ngọn núi có cái quặng Scarlet Orc nào mới hết. Không có là mình không thể đào được những cái quặng đấy mang về và mua kiếm đâu. Ây, căng rồi, căng rồi. Trước mặt mình đang là một cái kim tự tháp ở dưới biển kìa. À, có mấy con giang hồ biển luôn. Lượm cục kẹo nó trước cái đã, cho an toàn. Rồi vậy là mình phải đào xuống dưới rồi. Kiểm tra thử coi. Wow. Ở dưới có rương, ở dưới có rương. Được được, xuống luôn. Rương dưới này. Ấy, trời ơi, mình mở ra cái mình bị vô trúng độc rồi. Chủ yếu là nó có khoáng sản. Sách bảo vệ 4 luôn nè. Sách tốt mang về. Hết rồi. Nó chỉ được mỗi mấy cái đó là tốt thôi. Ở đây có luyến trụ nè. À, thôi thì mình không đánh luyến trụ. Thế nhưng mà mình chắc mình ẩm luyến trụ về nhà đi nha. Tại vì ở nhà mình đã có Nezuko dễ thương rồi. Bây giờ có thêm luyến trụ nữa chắc sẽ vui nhà vui cửa hơn á. Hợp lý luôn. Sẵn tiện có thêm người bảo vệ cho ngôi nhà của mình. Nhưng mà mình vẫn không quên cái nhiệm vụ chính của mình là tìm cái ngọn núi có quặng Scarlet đâu. Ok. Cái tòa tháp cao cao đó kìa. Mình lại gặp nữa rồi. Ê, mà tòa tháp đó mình đã biết cách để mình đột nhập vô rồi đó. Kiểu như mình đánh nhau với boss luôn á. Nhưng mà bây giờ mình đang vướng luyến trụ thì hơi khó nha. Mà để luyến trụ chỗ khác thì không an toàn cho lắm. Thôi, giờ thì mình sẽ quay về nhà trước đi. Sẵn tiện mình làm vài công chuyện cái đó. Rồi sau đó mình quay trở lại đây rồi mình kích hoạt boss trên tòa tháp đó, mình bam nó sao cũng được. Quyết định vậy đi. Ui, chết. Tới nhà mà còn còn nhảy lọt xuống nước nữa. Luyến trụ thì chắc mình sẽ cho đứng ở bên ngoài chung với mình đi. Để có gì hỗ trợ mình trong lúc kiểu như có quỷ đột nhập vào nhà nữa. Ê, luyến trụ đánh mình hả? Cái gì vậy? Ôi, luyến trụ tính nóng vậy. Tính ra mình chưa làm gì luyến trụ luôn. Cơ. Trời ơi, đánh đá gì ta? Đánh đá vậy. Ây da, nhìn dễ thương mà sao hơi đánh đá nha. Thôi, ngồi xuống giùm cái, Rồi, ngồi yên nha. Đừng để cái vẻ dễ thương này đánh lừa nha. Cũng đánh đá lắm á. Rồi, và hôm qua thì mình có đánh bại tên Muzan. Và hắn còn rơi ra cho mình cả cái cánh tay luôn. Thế nên là hôm nay mình muốn dùng thử cái cánh tay này để chiến đấu. Thế nhưng mà bình thường thì mình chỉ đánh được cái đòn đánh thường thôi. Không dùng được kỹ năng. Mà bắt buộc là mình phải có một chút huyết quỷ thuật thì mới có thể dùng được. Thế nên là hôm nay chắc mình sẽ nếm thử thôi. Mình nếm thử chắc cũng không sao đâu ha. Chắc không bị tha hóa đâu. Nếm thử một giọt à. Rồi, giờ thì mình sẽ thử dùng kỹ năng coi. Được chưa? Ơ, không được hả? À, cái tay của tên Muzan không có kỹ năng đặc biệt. Hay là do mình yếu quá mình không dùng được ta? Nãy mình mới nếm qua một giọt mà. Chưa được à? Làm giọt nữa. Thêm giọt nữa. Rồi đó, mình nếm 3-4 giọt rồi đó. Vẫn không. À, như vậy mình hiểu rồi. Cái tay Muzan chỉ là cái đòn đánh thường thôi à. Ra là vậy. Vậy thì những món đồ khác của những cái tên trong thập nhị huyệt quỷ thì sao? Chẳng hạn như là tên Duma nè. Cái quạt của hắn có dùng được kỹ năng không? Cái quạt của hắn có thể dùng được kỹ năng nè. Powder Ice. Wow, mình sẽ tạo ra cái hiệu ứng băng xung quanh mình kìa. Thôi được, lỡ rồi. Hôm nay chắc mình sẽ test nốt các vũ khí từ những cái tên trong thập nhị nguyệt quỷ luôn đi. Cũng như là mấy tên quỷ thường rồi nè, mình sẽ test hết luôn.
quá trời vũ khí mà mình nhặt được từ bọn chúng trong suốt cái chặng đường diệt quỷ của mình. À, vũ khí có những cái vũ khí rất là đẹp luôn nha. Rồi tạm thời thì mình sẽ cất vũ khí của thợ săn quỷ vào đây, cất hết vào, chỉ chờ vũ khí của mấy tên ác quỷ thôi. Và mình sẽ test trước là cái quạt trên quái xem. Tại đây giờ thì kiểu mình là đồng minh của bọn ác quỷ rồi, bọn chúng không thèm đánh mình luôn nè. Căng vậy. Nhưng mà mình đánh nó thì nó sẽ đánh mình lại nha. Ra là vậy. À, và cái kỹ năng Ice Powder kia là mình sẽ kiểu như gây độc. Bây giờ coi nè, Thượng Huyền Nhất còn không đánh mình nè. Thử đụng vô mình đi, tới công chuyện liền á, mình hơi bị nóng á nha. Nhưng mà hình như Thượng Huyền Nhất thì bị nhiễm với độc thì phải. Độc từ cái kỹ năng Ice Powder này. Hay là mình phải đánh một cái thì mình mới gây được sát thương ta? Chính xác. Mình phải đánh một cái thì bọn ác quỷ mới nhận sát thương. Tên Muzan coi. Nè. Khi mà mình nếm thử máu của hắn thì hắn sẽ không có đánh mình luôn. Nhưng mà mình sẽ không đội trời chung với hắn đâu. Rồi giờ thử với con xương coi. Kỹ năng này có thể giết chết được con xương không? Hình như con xương nó miễn nhiễm với độc rồi. Vậy thì test vũ khí khác đi. Đại khái cái quạt này chỉ cũng có một kỹ năng à. Giờ tới tay của cái tên Kamanue nè. Vuốt cọp là mình sẽ vồ về phía trước. Ra là vậy. Ủa sao tên Muzan mất hết xíu máu rồi cả? Hắn mới đánh nhau với ai mà mất hết xíu máu rồi? Ui, coi hắn còn lăm lăm cái vũ khí trên tay kìa. Thôi kệ hắn đi xíu, mình quay lại mình xử hắn sao. Tiếp tục. Giờ hết tên Thượng Huyền Lục thì tới tên Thượng Huyền Ngũ đi. Tên Rui nào, vũ khí của tên Rui. Lúc đầu mình cũng khá chật vật với hắn á. Vũ khí của tên Rui thì mình có thể tấn công tầm xa. Bắn ra mấy cái cọng chỉ nè. Và cái đòn này thì gây được rất là nhiều sát thương luôn nha. Mà có điều hơi khó trúng một xíu, tại vì nó khá là nhỏ luôn á. Được cái là tấn công tầm xa này. Uầy, bay tít lên kia luôn cơ. Tiếp theo là tới vũ khí của con quỷ tai. Cái này thì mình có thể trang bị vào người luôn nè. Một đầy tai luôn. Và khi tấn công thì mình có thể tạo ra những cái tai từ dưới lòng đất giống như nó vậy đó. Mà kỹ năng này cũng kiểu hên xui lắm. Nhiều khi cái địch né được ấy. Nãy giờ thì mình mới ưng nhất mỗi cái vũ khí của tên Rui thôi, tại vì đánh được tầm xa nè. Giờ thì tới vũ khí của cái tên Hyro đi. Cái tên mà hay lấy súng ra bắn mình á. Mình có thể dùng súng của hắn để mình bắn nè. Trời ơi, mình lỡ bắn Ripper đi học rồi. Đạn lạc Ripper thông cảm nha. Tội nghiệp không? Nhỏ xách ba lô đi học mà mình bắn xong lạc đạn nữa chứ. Mình có thể cầm cái súng này mình nã cái tên Enmu từ xa được nè. Hắn biến thành cái xe lửa rồi. Bắn xe lửa hắn luôn. Nhưng mà hơi khó bắn trúng nha. Hình như cái xe lửa của hắn miễn nhiễm với cái phát đạn thì phải. Bảo sao. Rồi tới công chuyện rồi. Cái súng tên Hyro này được việc lắm luôn. Mình tha hồ mà mình bắn luôn nè. Ngoài chế độ bắn liên thanh ra thì nó còn chế độ bắn từng viên nữa. Nhưng mà hơi khó trúng nha. Bắn gần thì dễ trúng hơn ấy. Đây, mình thử mình bắn cái tên Kagaku này rồi. Chế độ bắn liên thanh. Hắn né được. Kiếm pháp tên này ghê vậy. Đâu rồi? Trời ơi, mình bắn nhiều vậy mà hắn vẫn có thể chặn được một vài phát đạn ấy. Nhưng mà không sao, mình sẽ dồn hắn vô góc. Đang lên đạn. Này thì Kagaku. Headshot nè. Rồi luôn, bữa nay mình làm thợ săn quỷ phiên bản là xài súng nha. Mình có súng rồi đó. Hơi bị ghê luôn. Cái này một xíu mình nhỏ mình có đánh nhau với Muzan thì mình có thể bắn hắn tầm xa được á. Hợp lý. Rồi giờ thì tới vũ khí của tên quỷ trống xem.
À hình như vũ khí tên quỷ trống thì vẫn vậy thôi, nhưng mà có điều sát thương của nó đã được cường hóa lên rồi. Tại vì mình đã có một chút huyết quỷ thuật trong người á, chút máu quỷ trong người, nên là sát thương nó cũng đã tăng lên được một tí. Còn vũ khí của tên Ryoko thì sao? Ô, vũ khí này có thể tạo ra để tạo ra mấy con cá xấu xí này nè. À, cưỡi được không? À không cưỡi được. Nó chỉ có đúng cái kỹ năng là tạo ra đệ vậy thôi đó. Rồi tới vũ khí của tên quỷ có cái tai hư hỏng nè. À vũ khí này mình sẽ kiểu như tạo ra mấy mũi tên, đẩy lùi cái địch các thứ đâu nè. Wow, ra là vậy. Nhưng mà cái này mình không thể điều khiển cho cái mũi tên này theo hướng chỉ định được ha. Phải mình mà có thể điều khiển, mình sẽ điều khiển cho nó tấn công cái địch chúng đúng không? Rồi hất cái địch bay lên trời, kiểu kiểu như vậy. À đây đây đây, mình có thấy tên à, Thượng Quyền Nhị nè. Để mình cà khịa ăn thử coi. Ồ, mình đánh hắn ăn hắn không biết gì luôn kìa. Ồ, tên Thượng Quyền Nhị ngu ngốc. Úi giời, không biết gì luôn. Đúng là tên hắn không biết gì luôn kìa. Tên này ngu ngốc thiệt. Ôi giời ơi, mình bắn cho hắn chừa cái tội ngu ngốc này luôn. Ui ui, giờ hắn biết rồi. Ui ui ui, ui xách súng ra bắn là hắn bắt đầu phản kháng rồi kìa. Vô. Bình thường đánh tên Thượng Nguyên Nhị này bằng kiếm là quá là xưa rồi. Giờ mô đen hơn, mình xài súng bắn cho nó căng. Vô. Ta có súng á, bắn liên tục nè. Ui hắn có mấy cái bông bằng băng á, hắn đỡ được một ít sát thương của mình. Bắn luôn, bắn cái tượng Phật mà hắn tạo ra luôn. Ây da, sao bây giờ mấy cái đòn của hắn đau vậy? Hình như khi mình thành ác quỷ thì mình dính sát thương từ quỷ nó sẽ cao hơn hay sao á. Hắn bắn mình đau, đau quá trời luôn kìa. Nhưng mà làm sao súng mình vẫn có thể bắn liên tục được. Xác định đi. Vẫn có thể lụm cục kẹo hắn bằng cái khẩu súng từ tên Hiro nha. Rồi rồi, có phong cách chiến đấu mới rồi. Giờ thì tới huyết quy thuật của tên Akaza nè. Đây là một trong những tên mà mình đánh giá là rất là đáng gờm luôn á. Thử xem. Ồ. Ồ, sao không phát nổ ta? Ủa sao nó không phát nổ giống tên Akaza nhờ? Ủa kỳ vậy ta? Tên Akaza kiểu giận sức bằng cái đòn này nè là sẽ phát nổ ghê lắm á. Sao mình giận sức nó không phát nổ ta? Kỳ lạ thiệt. Chắc tại do mình không phải là Akaza rồi. Chắc vậy quá. Đâu thử cái nữa coi. Vẫn không phát nổ được. Bởi vì mình xài kỹ năng của mấy cái tên quỷ khác thì mình chỉ bắt chước được một phần thôi à, không thể bắt chước hoàn toàn giống được ha. Rồi hết rồi. Còn một cái vũ khí nữa, đó chính là vũ khí từ tên Ryutago nè. Cái lưỡi liềm của hắn, cái này thì tấn công trúng là sẽ gây độc á. Tại vì mình từng ăn cái đòn này rất là nhiều rồi nên mình cũng nhớ được một xíu. Độc rất là dữ nha. Vậy là mình đã test sơ qua được các vũ khí từ bọn ác quỷ. Thế nhưng mà bây giờ mình vẫn còn dính cái hiệu ứng ác quỷ nè. Như vậy thì không tốt tí nào. Ủa cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Khi mà mình dùng huyết quy thuật của cái tên Akaza thì mình sẽ có cái hiệu ứng hình cái bông tuyết kìa. Và cái đó nó sẽ khiến mình tự động đánh kẻ địch trong phạm vi gần luôn. À đó là lý do mà tại sao lúc mà mình giáp lá cà với tên Akaza thì mình thường là sẽ bị hắn đánh sấp mặt là vậy. Bảo sao. Rồi bây giờ thì mình cần phải tìm Tamayo gấp mới được. Mình cần Tamayo để giúp mình không bị tha hóa nữa. Mình chỉ tha hóa một lúc để test thôi chứ mình không muốn bị tha hóa luôn đâu. Ơ mà có cái lạ các bạn có biết gì không? Là dù mình đã biến thành ác quỷ thế nhưng mà mình vẫn đi được dưới ban ngày. Ôi chắc tại mình ác quỷ nhưng mà mình kiểu chưa bị tha hóa nên là mình không bị mặt trời đốt nè. Ôi nhưng mà lạ ta, Tamayo đi đâu rồi? Ồ bây giờ mình quay lại nhà thì không thấy Tamayo đâu hết. Buồn hay chứ.
Thôi thì mình sẽ ẩm heo gần đi tìm Tamayo để mình chữa cái máu Muza này cái đã. Kẻ ít thơm nữa mình tha hóa là xong luôn á. À đây rồi. Cuối cùng thì cũng gặp Tamayo rồi. Và bây giờ mình sẽ thử nhấn vào người Tamayo một cái. À. Hey, chữa bệnh cho tôi đi, cho tôi không thành ác quỷ đi. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên Tamayo mất máu vậy? Oh my god. Ôi nhưng không. Tamayo vẫn không giúp mình không bị thành ác quỷ hả ta? Rồi luôn, vậy thì chỉ có mình tự cứu mình thôi chứ biết sao giờ. Mình gửi heo rừng nhà Tamayo cái đi. Để mình đi tìm cái thần dược cái đó. Ở đây có thần dược không ta? Trong đây có một cái loại giống như thần dược vậy đó. Mình mà nhỡ có uống hoặc là nếm thử máu của Muzan thì mình chỉ cần uống cái thần dược đó thôi là mình sẽ hết liền. Đây rồi, thần dược đây rồi. Mình chỉ cần làm một ngụm thôi. À, hết rồi. Mình đã hết bị tha hóa rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Dĩ nhiên. Rồi bây giờ thì trở lại và ẩm heo rừng về nhà thôi. Rồi cảm ơn Tamayo giữ giùm heo rừng của tôi nha. Trước khi đi tiếp để tìm cái ngọn núi có quặng Scarlet thím thì mình sẽ về nhà và ghép cái dòng sửa chữa vào những cái áo giáp của mình để cho nó có thể hồi phục lại độ bền cái đó. Tranh thủ lúc trời còn sáng thì mình nên đi tiếp đi. Trên đường đi mình cũng có đi ngang lại cái tòa tháp mà hồi nãy mình thấy này. Thế nên là bây giờ mình sẽ trèo tít lên trên đó để triệu hồi ra con boss và đánh nhau với nó thôi. Thử xem sức mạnh của mình tới đâu rồi. Đầu tiên là mình cần phải bay lên trên đỉnh trước cái đã. Bay lên. Ây da, bị vướng. Ê, ở dưới nó có cái nhà của ai đẹp quá kìa. Oh. Được. Một xíu mình sẽ ghé sau. Giờ thì phải bay lên trên đỉnh trước cái đã. Thì mới có thể tới cái chỗ đánh boss được. Rồi, tới luôn. Và khi mà mình tới đây thì mình sẽ cần có cái vật phẩm có tên là... Bữa mình có nhặt được đâu ta? Nó mình nhét vô đây mà mình không biết. Đây. Nó có tên là Land Monolith Key. Đó, nó là một cái chìa khóa. Đại khái là như vậy. Mình sẽ đút nó vào đây. Rồi, sau khi đút đủ 3 cái thì... Đấy! Nó sẽ triệu hồi ra một cái con golem. Và mình sẽ thử sức với con golem này bằng sức mạnh hơi thở của lửa xem như thế nào. Vô nào. Ô, nó chịu nổi một thức hơi thở của lửa của mình. Thêm một thức nữa. Ý? Thức thứ hai thì nó chịu hết nổi rồi. Và nó sẽ cho mình một cái được gọi là Land Guardian Eye. Con mắt của nó. Ê! Và cái mắt của nó sẽ giúp mình mở được những cái chiều khóa, những cái rương hay sao nè. Oh. Vậy là phải có con mắt của nó thì mình mới mở rương được nha. Bảo sao à. Đi ra chỗ khác đi. Ui cái tòa tháp này sắp sụp đổ rồi. Mình phải tìm mấy cái rương lẻ thôi. Rương đâu. Tòa tháp sắp sụp đổ rồi. Bữa nhớ nhiều rương lắm mà. Ý, ở đây còn có tên ác quỷ nữa. Đi ra chỗ khác. Trời ơi, mình bị con này cản bước rồi. Ý, cái tòa tháp sụp rồi. Au. Ây dù. Bỏ tầng đó, đi tìm tầng khác. Có rương không? Trời ơi. Cái tên quỷ này đúng nhay luôn á. Này thì nhay nè. Chỗ người ta đi tìm rương để mở mà. Rồi mình không kịp mở cái rương nào luôn á. Trời đất ơi, nó sập tanh bành luôn rồi. Còn cái nịt gì đâu. Thiệt tình luôn. Tầng chợt có cái rương nào không? Hình như tầng... À tầng chợt còn một cái rương. Tầng chợt còn một cái rương ở trong kia cả. Để mình vô mình mở thử coi. Biết đâu bất ngờ. Nó lại cho mình đồ tốt thì sao? Đi ra chỗ khác. Ủa? Nhưng mà cái rương này thì không mở được.
What? Tới cái rương này thì không mở được. Come on man. Kỳ vậy. Lạ thiệt chứ. Mà cái tàu tháp to đùng hồi nãy bây giờ nó chỉ còn một cái nền móng chút xíu gì thôi, nó nổ banh hết rồi. Thôi bây giờ thì mình chắc sẽ ghé qua cái tòa, cái ngôi nhà bé bé hồi nãy mà mình phát hiện nè. Coi coi đây là ngôi nhà của ai nhìn đẹp đó ta. À, đây là ngôi nhà mình hay gặp trên đường đi khám phá. Sao bữa nay nhìn nó lạ vậy? Nhìn không ra luôn. Gần đây có Tanjiro ác quỷ. Cuối cùng thì mình cũng tìm ra. Đâu? Tanjiro ác quỷ đâu? Mình thấy thanh máu của Tanjiro ác quỷ kìa. Vậy là chắc đâu đó ở phía dưới thôi. Đúng không ta? Mình liếc một vòng thì mình chưa thấy nè. À, Tanjiro ác quỷ ở đâu nhờ? Rồi giờ là sắp tới, ngoài mình bị Muzan chặn đường thì còn có thể bị Tanjiro ác quỷ chặn đường nha. Căng như dây đờn rồi. Mà không thấy đâu hết, mình liếc sơ qua mình không thấy. Thôi kệ đi, mình lo tập trung chuyên môn của mình trước rồi đó. Đi đào quặng Scarlet thêm trước. Nữa. Vẫn còn thanh máu của Tanjiro ác quỷ nè. Ê, mấy con Phantom này. Mình phanh thay nó luôn. Này thì Phantom. Cứ mà lạ ta, thường thường mấy. Ví dụ Muzan xuất hiện đúng không? Một lúc mà không có săn được mình là Muzan sẽ biến mất luôn. Nhưng mà riêng phần Tanjiro ác quỷ thì tới bây giờ vẫn chưa biến mất này. Ơi sao mình nghi quá ta. Hay là Tanjiro ác quỷ xuất hiện trong lòng đất. Chỉ có trong lòng đất thì mới không bị ánh nắng mặt trời chiếu xuống thôi. Nhiều khả năng lắm. Nè ban ngày rồi nè. Mà thanh máu cũng đâu có tuột mất đâu. Uầy. Mình nghi lắm nha. Mình sẽ tìm kiếm trong mấy cái hốc. Coi coi có gặp không. Ui mình tìm chỉ thấy mấy cái xác của thợ săn quỷ thôi. Ôi. Kia kìa. Đó chính là Tanjiro ác quỷ. Đang mặc đồ của thợ săn quỷ đàng hoàng nha. Nhưng mà cái ánh mắt đó thì không phải là bình thường đâu. Ánh mắt Iran, ánh mắt của tên Muzan luôn. Mà trên mặt của Tanjiro hình như còn có ấn gì quỷ kìa. Ây da, căng gì ta. Mình sẽ thử sức mà được. Nằm trong hiệp với Tanjiro ác quỷ nào. Giải cứu Tanjiro thôi. Ôi, cái kỹ năng đó sao giống tên Muzan vậy? Wow. Không chuẩn đi đâu được. Ai? Mà Tanjiro chuẩn thốn vậy ta. Ê, nhưng mà có vẻ Tanjiro không mạnh cho lắm. Mình có thể bèm Tanjiro được. Wow. Nhưng mà bây giờ Tanjiro ra biển rồi sao mà quánh đây? Đẩy lùi vô bờ lại. Để mình đẩy Tanjiro vô bờ cái. Vô bờ đi ông cháu à. Vô bờ đi. Ôi, có đúng một chiêu xài hoài vậy. Đúng rồi, vô bờ đi. Rồi đó, sắp chuẩn mình đó. Ai du. Thiệt luôn á. Chuẩn hơi bị thốn nha anh bạn. Rồi, và mình sắp sắp đánh bại được Tanjiro ác quỷ rồi. Có vẻ Tanjiro ác quỷ không, không có quá ghê gớm giống như mình tưởng tượng. Đó, là chuẩn mình tiếp. Thôi được, mình sẽ dùng hơi thở của lửa. Ôi, bây giờ Tanjiro còn mọc ra xúc tu sau lưng kìa. Rồi bây giờ khó nhận hơn rồi. Lấy lại lý trí đi Tanjiro à. Đừng tha hóa nữa. Ôi, mình trúng độc. Ý. Bây giờ còn có xúc tua nên là mình cũng hơi căng rồi đó. Ê, bây giờ còn lấy kiếm ra nữa. Ôi thôi xong rồi. Sao đồ chơi, nhiều đồ chơi vậy.
Tanjiro đúng nhiều đồ chơi luôn. Liệu rằng mình có thể làm được? Ai ai ai. Wow, còn dùng được hơi thở nữa à? Nani? Trời ơi, tấn công mình đúng xa luôn. Được, mình cũng tấn công tầm xa. Ai ai, nhưng mà tấn công một rồi. Lấy lại lý trí đi Tanjiro à. Ui ui. Ở đâu rồi? Ao, tóc biến ngay sau lưng mình rồi. Ui, hơi thở của lửa. À không, hơi thở mặt trời chứ nhầm. Cái đòn đó mình cũng hay dùng lắm. Đánh bại được hay không? Một chút nữa thôi. Đâu rồi? Kết thúc nào. Có kết thúc được hay không? Còn một tẹo máu hả? À, sao mà khó vậy? Yes. Cuối cùng thì mình cũng đã đánh bại được Tanjiro ác quỷ rồi. Không ngờ luôn. Tình huống này không đỡ được. Vô tình thì mình đã có được thêm một cái huyết quỷ thuật nữa. Ôi, huyết quỷ thuật này có tên là Demon King. Tức là vua quỷ hả? Mà huyết quỷ thuật này mình không đánh được, không dùng được. Bởi vì mình không phải là ác quỷ. Thôi nữa rồi, bắt buộc mình phải bị tha hóa cái nữa hả ta? Chắc mình lại tha hóa tiếp thôi. Một giọt, một giọt. Tha hóa lần một giọt à, không có dùng nhiều đâu. Dùng nhiều là sẽ bị nghiền á. Rồi, và thử huyết quy thuật của vua quỷ là như thế nào đây. Oh, cái đòn này giống cái đòn của tên Muzan và cái đòn của Tanjiro ác quỷ hồi nãy mới đánh mình nè à. Cái này có thể tấn công liên tục được luôn. Đâu rồi, hắn đâu rồi? À, cái tên này. Cái tên này. Ui, cái này đánh thường thôi mà cũng rất là mạnh thôi. Đúng là huyết quy thuật của vua quỷ có khác. Rồi luôn, lộn cục kẹo tên này luôn. Wow. Được lắm luôn á ta. Ấy ấy, mình bị mù lò rồi. Hi hi, lộn chứ cứng. Này thì thượng huyền nhị hả? Lại gớt cái quần tiếp, sợ gớt cái quần luôn mà. Ồ, và có tên Musan xuất hiện gần đây. Thì ra hắn muốn test sức mạnh của mình hay sao á ta. Giờ để coi coi ai mới là chú quỷ đây. Đâu rồi, người đâu? Người thủ người hú hí ra cái coi. Lượm cục kẹo hắn liền á. Không thấy hắn. Mình định kiếm hắn để mình xử hắn á. Để đọ sức mạnh coi ai mới thực sự là là vua quỷ đây. Ê, mà hồi nãy á, lúc mà mình đánh bại Tanjiro thì nó cũng đã mở cho mình cái thành tựu cuối cùng rồi. À, như vậy thì mình chỉ cần đánh bại Tanjiro là mở được cái thành tựu, chứ không nhất thiết là phải tiêm cái loại thuốc này vào người của Tanjiro đâu. À, lúc mình nhặt được mình cứ tưởng là phải tiêm vô người mới hoàn thành được thành tựu chứ. Ồ, đằng kia có âm trụ cơ. Không biết mình lại gần âm trụ có đánh mình không ta. À, mặc dù mình bị ê, nhưng mà thanh niên này cái gì đây? Này thì dám đụng vô mình hả? Mình đã không muốn đánh hắn rồi mà tự nhiên hắn lại hắn đánh mình chứ bộ. Ăn hắn luôn. Ôi mà không được. Ôi, mình đã bị tha hóa rồi. No. Không được, không được. Mình không thể bị tha hóa như vậy. Phải tìm bò thôi. À, con cá sấu lúc trước nó gặm mình lúc mà mình bơi qua sông kìa. Mình nhớ rồi. Này, cá sấu nè. Lụm nó luôn. À, và đây. Ở đây có bò sẵn. Thế nên là mình làm ngụm sữa bò để không bị tha hóa nữa thôi. Yeah, hết rồi. Chúng ta đã hết bị tha hóa rồi. Tuyệt vời. Giờ thì chắc mình về nhà để mình shopping thôi. Bữa nay mình có được quá trời những cái Scarlet hiếm luôn. Và như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã tìm được Tanjiro ác quỷ và giúp Tanjiro kiểu như giải thoát rồi. Đồng thời thì khi đánh bại Tanjiro ác quỷ, mình còn nhận được một cái vật phẩm có tên gọi là huyết quy thuật của vua quỷ. Cái này thì rất là mạnh nha. Nội cái đòn đánh thường của nó thôi mà đã gây được cả đống sát thương rồi. Nếu mà sắp tới mình còn có thêm xúc tua của tên Muzan nè, và kết hợp với cái huyết quy thuật này nữa thì chắc mình sẽ rất là mạnh đấy. Hy vọng là mình sẽ sớm săn được cái xúc tua của tên Muzan ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn lại các bạn vào cái hành trình đi săn cái xúc tua của tên Muzan, và biết đâu mình lại trở thành vua quỷ mới thì sao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của mình. Bye bye.